Các bạn đều là những chiếc lá trên cùng một thân cây và những giọt nước trong cùng một biển cả, đạo Baha. Không một chúng sanh nào mà không đầy đủ trí tuệ của Như Lai, Phật giáo. Giê-xu nói nên hiếu kính cha mẹ, thương người như thể thương thân, Cơ Đốc giáo. Ta là người đã liễu ngộ những điều trong kinh điển, khởi phát những trí tuệ của kinh điển và hiểu được chân lý của nó, Ấn Độ giáo. Nhân loại vốn cùng một dân tộc, đạo Islam. Linh hồn của chúng sanh vốn cùng nương tựa lẫn nhau, Do Thái giáo. Phải thương yêu người như thương yêu bản thân mình, ta là Đức Chúa Trời, Do Thái giáo. Thượng Đế không hề có đi và đến, Ngài ở khắp vũ trụ phổ cập nhất thiết, đạo Sikh. Đạo của trời chỉ có lợi, không có hại. Đạo của thánh nhân chỉ thành toàn cho người, không hề tranh chấp với bất cứ một ai, đạo Tao. Lời của Thượng Đế và chân lý là ngôn ngữ thần thánh. Loại ngôn ngữ này xuất phát từ loại tâm linh thánh thiện tinh khiết nhất, đạo Yoruba. Học tập thần ái thế nhân, tập thứ nhất. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, ngày 24 tháng 8, 2018, tại UNESCO, Tịnh Không Chi Hữu Xã, Liên Hiệp Quốc. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm nay là lần đầu tiên tôi diễn giảng tại UNESCO, Tịnh Không Hữu Xã của Liên Hiệp Quốc. Trước tiên, chúng tôi xin giới thiệu sơ lược về học xã này. Vào tháng 3 năm ngoái, chúng tôi có thỉnh mời các vị đại sứ của Liên Hiệp Quốc đến Úc Châu tham quan sự đoàn kết tôn giáo, đoàn kết chủng tộc của Thu Âm Bà. Sau khi xem xong, họ rất hoan hỷ. Trong quá khứ, mặc dù chúng tôi đã báo cáo qua nhiều lần, tuy giảng rất tường tận, thế nhưng không có người tin tưởng. Mãi cho đến khi các vị đại sứ trở về UNESCO báo cáo với mọi người, lúc đó mới mang lại một tia hy vọng chắc chắn cho việc đoàn kết tôn giáo, đoàn kết quần tộc. Thật là đáng quý. Họ đã làm được một việc tốt. Trong bản báo cáo, họ có đề nghị với đại hội thiết lập một văn phòng làm việc cho chúng tôi. Chúng tôi đã đón nhận và chính thức đi vào Liên Hiệp Quốc. Trong nửa năm qua, nhờ vào sự nỗ lực của đại chúng, sự hỗ trợ của quý đồng học, Tịnh Không
Tri hữu xã đã được thành lập. Phụ sĩ. Và một phòng thu âm cũng đã được sử dụng. Hôm nay bài học đầu tiên. Tôn giáo của chúng ta đã đi vào Liên Hiệp Quốc. Đây là một chuyện tốt. Liên Hiệp Quốc đã khẳng định các tôn giáo trên toàn thế giới đều là giáo dục, chẳng phải mê tín. Có nhiều bạn hỏi tôi, tôn giáo là giáo dục sao? Họ cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi nói, bạn hãy xem, mỗi vị giáo chủ, người sáng lập tôn giáo trên thế giới đều giống như Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thuyết pháp. Phật Thích Ca Mâu Ni ba mươi tuổi đã vì chúng ta thể hiện khai ngộ rồi. Sau khi khai ngộ, Ngài đối với vũ trụ, với nhân sinh đã hiểu rõ một cách triệt để. Sau đó, đến vườn Lộc Uyển tìm lại năm người bạn đồng tu và báo cáo lại với họ. Từ nơi đây, Ngài đã bắt đầu việc giảng kinh, dạy học của mình và truyền đến năm nay là 3.000 năm rồi. Chúng ta hãy quan sát tỉ mỉ. Có nhiều tôn giáo, dù muộn hơn Phật giáo, vào khoảng 1.000 năm về trước, họ cũng đã không ngừng truyền bá giáo pháp của họ ra. Và cho đến nay, như chúng ta đã biết, có mười mấy tôn giáo đã thành công trong việc truyền giáo của họ. Tuy nhiên, chúng ta cần có sự nhận biết chính xác về các tôn giáo trên thế giới. Văn tự truyền thống của Trung Quốc. Danh từ tôn giáo là gì? Theo Hán tự của Trung Quốc, đây là một truyền thống văn hóa ưu tú, có 102 trên thế giới này. Nó không phải chỉ là mẫu tự. Mà mỗi một chữ đều có hàm nghĩa rất sâu sắc. Với hai chữ tôn giáo, chúng ta tách rời ra để tìm hiểu. Tôn có ba ý nghĩa. Thứ nhất là chủ yếu. Thứ hai là trọng yếu. Thứ ba là tôn sùng.
Còn giáo cũng có ba ý nghĩa. Giáo dục, giáo hóa, giáo học. Hai chữ tôn giáo đã bao gồm hết tất cả ý nghĩa nói trên. Do đó, khi kết hợp hai chữ tôn giáo lại, thì nó chính là giáo dục chủ yếu của nhân loại. Giáo học chủ yếu của nhân loại và là sự giáo hóa tôn sùng của nhân loại. Thật vậy sao? Nếu bạn không tin, bạn có thể tìm hiểu kỹ xem. Phật giáo ở Trung Quốc đã được lưu truyền hơn 2.500 năm rồi. Thiết thật, với truyền thống văn hóa Trung Quốc, Phật giáo đã chiếm một phần quan trọng. Những điển tích được bảo tồn phong phú nhất đó là Đại Tạng Kinh. Qua nhiều đời của chư vị tổ sư Đại Đức, họ cũng giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Cả một đời làm công tác giáo dục Phật Đà. Mỗi một triều đại, người ngoại quốc gọi là thế kỷ. Hiện nay là thế kỷ 21. Mỗi thế kỷ đều có những vị đại sư những vị xuất gia cư sĩ tại gia anh kiệt xuất chúng những nhân tài thuộc hàng đại sư đều đã chứng minh cho chúng ta thấy. Hôm nay chúng ta đặt câu hỏi, nếu bảo tôn giáo là giáo dục, thế thì tôn giáo dạy những gì? Quá trình dạy học ra sao? Trong tất cả kinh điển của tôn giáo, quý vị đều có thể nhìn thấy nó đều có giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả và giáo dục trí tuệ. Khi khai ngộ rồi, đại triệt đại ngộ, tức là tự tánh, chân tâm, trí tuệ được phát huy tác dụng khả năng của nó một cách trọn vẹn. Trong Phật giáo gọi là chứng quả. Phật giáo khi truyền sang Trung Quốc được 2.000 năm vào thời Đông Hán, cách thời đại của Khổng Tử, Mạnh Tử không xa.
Nó đã trở thành một loại truyền thống văn hóa không thể thiếu của Trung Quốc. Nói đến truyền thống văn hóa của Trung Quốc, thì dùng Nho Thích Đạo làm đại biểu. Nho Thích Đạo của Trung Quốc đều nói đến luân lý, nói đến đạo đức, nói đến nhân quả và nói đến thánh học. Những bậc thánh hiền sau khi khai ngộ rồi, họ đều đi giảng kinh, dạy học và còn để lại rất nhiều những tư liệu. Nhà Đường khi lập quốc, Đường Thái Tông, tức Lý Thế Dân, đã tìm 5 vị Hán học gia, vì ông soạn một bộ sách, Quần Thư Trị Yếu. Bộ sách này là gì? Nó chính là tinh hoa của truyền thống văn hóa Trung Quốc. Đường Thái Tông nhờ vào bộ sách này để tu thân. Nhờ vào bộ sách này để tề gia. Và cũng nhờ vào bộ sách này để trị quốc bình thiên hạ. Nhà Đường đã thực nghiệm bộ sách này 300 năm. Qua lần thực nghiệm truyền thống văn hóa này, thấy rất hữu dụng. Thời bấy giờ hữu dụng, hiện nay vẫn còn hữu dụng. Dùng Quần Thư Trị Yếu để trị quốc. Tôi tin tưởng chắc chắn sẽ có những thành tích chính trị khả quan, là tấm gương tốt cho người làm lãnh đạo chính trị. Văn hóa Phật giáo đã ăn sâu mọc rễ tại Trung Quốc. Nhiều đời vua chúa, không một vị nào mà không tôn sùng lời dạy của Phật Đà. Trên lịch sử, cho tới ngày hôm nay, chúng ta thấy các chùa chiền cổ xưa vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ. Đây là một bằng chứng. Thế thì Phật giáo dạy gì? Như vừa mới nói, Phật giáo dạy luân lý, đạo đức, nhân quả, dạy những trí tuệ mà họ tu học đạt được. Chẳng những thời bấy giờ có lợi lạc và có thể truyền đến thế hệ mai sau vẫn còn hữu ích. Cho tới nay đã được phiên dịch sang mười mấy loại văn từ khác nhau. Chúng tôi tin tưởng khi mỗi một vị lãnh đạo của mỗi quốc gia nếu đọc được bộ sách này, chẳng những có thể khiến nước nhà được cường mạnh, và còn có thể dùng trí tuệ chân thật
và kinh nghiệm lịch sử để hóa giải rất nhiều những sự đối lập trên thế giới. Cũng như những tai nạn do chiến tranh đem đến. Bộ sách này có thể trị quốc, có thể bình thiên hạ. Thiên hạ chính là thiên hạ thái bình. Và cũng là sự truy cầu của chúng ta. Mong quả địa cầu này đi đến chỗ ổn định hài hòa. Cùng sinh tồn, cùng hưởng sự phồn vinh với nhau. Bộ sách này thật sự có công đức. Giáo dục tôn giáo với bộ sách cùng thư chỉ yếu này là có sự hỗ tương lẫn nhau. Ngày nay, chúng ta đã tìm thấy bộ sách này rồi, nên ấn tống thật nhiều để lưu hành. Chúng ta sẽ đề xướng giới thiệu cho người đời. Muốn vậy, trước tiên chúng ta phải có một thân tâm khỏe mạnh. 2 tháng gần đây tôi không có giảng kinh và cảm giác có lỗi với quý vị đồng tu. Trong 2 tháng này, tôi làm gì? Tôi điều dưỡng thân thể. Thấy cũng có một ít hiệu quả. Như người xưa Trung Quốc nói, 5 tháng không chờ đợi một ai. Câu nói này quả đúng sự thật. Năm nay tôi đã 92 tuổi rồi. Thân thể lão hóa, thị lực không còn như xưa. Quá khứ đọc sách, không cần đeo mắt kính. Bây giờ đọc sách không thể thiếu mắt kính. Lỗ tai phải đeo máy trợ thính. Còn viết chữ, thật đúng như người xưa nói, cầm được cây bút lên thì quên mất chữ để viết. Chẳng những tôi là như vậy, còn 2 người bạn học già của tôi là giáo sư Từ Tỉnh Dân, giáo sư Giang Nhật Tử. Khi 3 người chúng tôi gặp nhau, đều cảm thấy một cách sâu sắc như vậy. Già rồi, tinh thần thể lực không như xưa. So với 1-2 năm về trước, thật là khác nhau nhiều quá. Do đó, tôi tạm ngưng việc giảng kinh để điều chỉnh thân thể. Thấy cũng đỡ lắm. Có một chút hiệu quả. Nhưng không ngờ, Liên Hiệp Quốc lại trao cho tôi một nhiệm vụ. Là muốn chúng tôi giúp đỡ quả địa cầu này hóa giải xung đột, hóa giải đối lập. Hy vọng tôn giáo có thể đoàn kết, cùng tộc có thể đoàn kết. Muốn vậy, mọi người nên mở rộng tâm lượng của mình ra để bao dung người khác,
bao dung những tôn giáo khác nhau, những quần tộc khác nhau. Chúng ta là một nhà, là người trong một nhà. Do đó, trong hai tháng này, tôi đã đọc qua rất nhiều kinh điển của những tôn giáo khác nhau. Trong tôn giáo 360, đã tìm ra các kinh điển nêu rõ những điểm trọng yếu, các tu trọng yếu của tôn giáo. Trọng tâm tư tưởng của tôn giáo cũng chính là trọng tâm mà chúng ta cần phải học, cần phải nắm bắt. Trọng tâm đó là gì? Chính là chữ ái. Trong tất cả kinh điển của tôn giáo, không một tôn giáo nào mà không đề cập đến chữ ái. Bác ái, nhân ái và khiêm ái. Cho nên một câu thần ái thế nhân là bao gồm hết tất cả những thứ ái trên. Đây chính là trọng tâm tư tưởng của giáo dục tôn giáo. Chúng ta hãy khiến ái tâm của mình nó tương đồng với ái tâm của Thượng Đế, không hề có một mảy may khác biệt, và luôn ôm giữ nó ở trong tâm, buông bỏ đi cái vọng tâm tạp niệm, chỉ gìn giữ chân tâm và ái tâm để đại diện cho Thượng Đế, đại diện cho Thần, đại diện cho Phật Bồ Tát, đại diện cho chân chủ đi yêu thương mọi người. Đây chính là giáo dục tôn giáo. Khóa trình của nó có bốn môn. Bốn môn này chúng ta cần phải nỗ lực để học. Đó là giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả và giáo dục trí tuệ của Thánh Hiền. Bốn môn này chính là nội dung dạy học của tôn giáo này. Ngày nay, luân lý đã bị đánh mất rồi. Chúng ta cần phải tìm trở lại. Nếu muốn xã hội được ổn định, thế giới được hòa bình, chúng ta nhất định tìm nó trở lại. Chư cổ thánh tiên hiền của Trung Quốc vô cùng xem trọng giáo dục. Nội dung dạy học cũng là bốn thứ này. Do đó, khi giáo dục Phật Đà truyền sang Trung Quốc, liền được người Trung Quốc lập tức đón nhận ngay. Vì sao vậy? Vì Phật giáo rất tiếp cận với những lời nói của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc. Thời đại ngày nay, khoa học kỹ thuật tiến bộ, bốn loại giáo dục này đã không còn nữa. Trong khoa học vẫn còn tiếp cận với trí tuệ, thế nhưng về nhân quả, đạo đức, luân lý đã không còn. Ngày nay, con người phú quý, phú nhưng mà không vui, quý, dù địa vị cao, nhưng bị đại chúng trong xã hội xem thường. Hiện nay, cái gì được xem là trên hết? Đồng tiền là trên hết. Một xã hội như vậy, làm sao mà không loạn?
Tóm lại, vì muốn không cô phụ tình nghĩa của Liên Hiệp Quốc, đáp ứng tình nghĩa của các tôn giáo trên toàn thế giới, đã thiết lập một văn phòng làm việc cho chúng tôi. Thật vô cùng cảm tạ. Chúng ta phải tìm trở lại giáo dục tôn giáo thần thánh, nỗ lực học tập, trước tiên học tôn giáo của chính mình, sau mới học thêm những tôn giáo khác, ngõ hầu tìm ra những điểm hợp nhau. Mục tiêu trung cực của chúng ta là hy vọng thế giới vĩnh viễn không còn xung đột, không còn đối lập, không còn sự hiểu lầm lẫn nhau. Hy vọng quả địa cầu này thật sự có nhân ái, hòa bình. Do đó, bài học đầu tiên xin nói thưa với quý vị là chúng ta phải có sự nhận thức ý nghĩa chân chánh đối với tôn giáo. Hôm nay thời gian đã hết. Chúng ta học tập đến đây. Xin cảm tạ mọi người.